Cha nuôi nương tựa. Cháu về bất ngờ thế này, mẹ cháu hẳn sẽ bất ngờ lắm đấy. Vâng, hôm nay sinh nhật mẹ cháu mà chú, nên cháu muốn bà bất ngờ. Chú còn chưa biết tặng quà gì đây. Chú quyết tâm chinh phục mẹ cháu thật đấy ạ. Từ lúc cha cháu mất, bà ấy một mình nuôi dạy cháu hơn 20 năm, cũng đã đến lúc bà ấy cần một chỗ dựa rồi chứ. Nếu bên cạnh mẹ có một người tài giỏi lại chu đáo như chú thì cháu luôn ủng hộ ạ. Mẹ cháu là người phụ nữ thành đạt nên cũng kén chọn lắm. Chú sợ mình không tới đâu. Có cháu hậu thuẫn mà, chú không phải lo đâu. Dạ cảm ơn chú đã đón cháu ạ. Chú vào nhà chơi đã. Giờ chú phải đi có việc rồi. Hẹn gặp cháu ở tiệc sinh nhật mẹ cháu nha. Mẹ ơi. Còn tưởng anh học xong rồi ở nước ngoài luôn, không về nhà với mẹ nữa chứ. Làm sao con để mẹ ở đây một mình được. Đây là ai vậy mẹ? Chú là lái xe thường chở hàng cho nhà cháu. Xe ngoài kia là của chú à? Chú đổ xe tải ra phía cửa nhà kho lấy hàng nha. Đổ ngay ở cổng, nhìn nhà cửa lôi thôi lắm. Hay chết, chú vô ý quá, để chú đổ ra chỗ khác. Nè, thằng bé không khéo ăn nói, ông đừng để bụng nha. Không có gì mà, bà vào nhà đi. Ôi trời ơi, áo ông bẩn hết rồi này. Mẹ có vẻ thân thiết với ông ấy ha. Chú ấy là người rất tốt con ạ. Thời gian qua, chú ấy đã giúp đỡ cho mẹ rất nhiều. Đến áo ông ta mặc cũng cũ sần hết cả, thì chẳng biết ông ta giúp mẹ được cái gì. Mẹ cẩn thận, có khi ông ta chỉ lợi dụng lòng tốt của mẹ mà thôi. Con đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài như vậy. Là con chỉ đang nhắc nhở mẹ thôi. Nói trước là con không bao giờ đồng ý để người như ông ta làm cha dượng của con đâu. Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật tuổi 50 của tôi. Chúc mừng sinh nhật em. Em cảm ơn anh. Mẹ mở quà bác Nam ra xem nào. Tò mò quá đi. Đúng rồi đó, em mở quà ra đi. Anh Nam tặng cho chị sợi dây chuyền đẹp quá, chắc là mắc tiền lắm đây. Sao ông tới mà không vào trong? Tôi đợi ông mãi. Chúc mừng sinh nhật bà nha. Cảm ơn ông. Đến giờ sinh nhật sang trọng thế này mà chú cũng không mặc được bộ đồ tử tế. Buổi tiệc sang trọng mà ăn mặc trông hết hết lôi thôi quá. Mà chú tặng quà gì đây? Váy áo à? Không phải loại rẻ tiền như cái áo chú đang mặc đấy chứ. Mẹ cháu không bao giờ mặc thứ đồ ấy đâu. Chú nên nhìn lại vị trí của mình đi. Có lẽ tôi không nên đến đây. Long, ai dạy con hỗn xược như vậy hả? Con đã nói rồi, ông ta không xứng với mẹ đâu. Người như ông ta chỉ muốn lợi dụng mẹ mà thôi. Chính con mới không xứng đáng với con mẹ vất vả nuôi con ăn học bao nhiêu năm nay. Mẹ quá thất vọng về con. Nè, thôi, bà đừng mắng con nữa. Ông cũng gọi tôi là con như thế, không bao giờ tôi chấp nhận con đến với mẹ tôi đâu. Bà bình tĩnh, rồi dần dần thằng bé sẽ hiểu thôi. Thật là một con người rẻ tiền, chiếm đoạt cả cơ ngơi nhà ta ư? Đừng có mà hồng. Trời ơi, thằng Long gặp tai nạn rồi. Con ơi, Long ơi, tỉnh lại đi con, Long ơi. Trời ơi, mọi người mau gọi xe cấp cứu đi. Tôi gọi rồi, nhưng tắt đường, họ chưa đến ngay được đâu. Anh Nam, cần phải đưa thằng bé đến bệnh viện ngay. Mọi người mau tránh ra đi, thằng bé cần đến bệnh viện gấp.
lên con, sắp vào tới bệnh viện rồi. Bác sĩ, cấp cứu, làm ơn giúp chúng tôi với. Là chiếc áo cũ của chú Hiếu. Chú đã đưa mình đến bệnh viện ư? May quá, con tỉnh rồi à. Cháu còn thấy đau nhiều không? Cháu đỡ hơn rồi ạ. Thôi, ông đi về nhà thay đồ rồi nghỉ đi. Ông cõng thằng bé chạy cả mấy cây số rồi. Cả đêm ông lại còn thức trắng nữa. Áo dính máu còn chưa thay nữa kìa. Có sao đâu, quan trọng là cháu nó không sao. Bà có mệt không? Để tôi đi mua gì cho bà ăn sáng nha. Thôi thôi, lát nữa tôi ăn sao. Ông cứ thay đồ sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi. Chú Hiếu, cháu cảm ơn chú. Cháu xin lỗi vì đã cư xử không đúng. Trời ơi, có gì đâu, cháu cứ nghỉ ngơi đi nha. Đúng là không nên chỉ nhìn bề ngoài mà vội đánh giá con người. Mẹ ạ, mẹ đã chọn được người đàn ông giàu có nhất rồi đấy. Giàu có tình người nhất, đúng không con? Dạ. Bức tranh gấm. Ngày xưa, tại một làng mạc nhỏ dưới chân núi, có một quá phụ làm nghề dệt gấm, nuôi nấng ba con trai. Cậu út biết thương yêu, đỡ đần mẹ, trong khi hai cậu anh thì vô cùng lười biếng. Không biết hôm nay mẹ lên thị trấn có bán được gấm không? Khung cảnh yên bình quá, đây chính là cuộc sống cả đời mình hằng mơ ước. Mình phải mua bức tranh này. Trời ơi, thì ra vì bức tranh này mà mẹ không mua được thêm lương thực gì. Con ước mẹ sẽ có ngôi nhà như bức tranh này, nhỏ xinh và bình yên. Nếu con là mẹ, con sẽ dệt một bức tranh gấm theo mẫu này luôn. Điều đó thật tuyệt. Cậu đừng có nói linh tinh. Nếu mẹ dệt bức tranh kỳ cục này thì lấy đâu ra thời gian mà dệt những bức gấm khác bán chứ. Cuộc sống an nhàn này có lẽ chúng ta chẳng với tới được đâu mẹ à. Mẹ sẽ dệt vào mỗi buổi tối và sáng sớm. Mẹ ơi, hay mẹ để ban ngày dệt đi, chứ mắt mẹ kém lắm rồi. Mẹ không có sao đâu, không dệt bức gấm này mẹ chẳng thể ngủ được. Hơn nữa, ban ngày còn phải dệt gấm khách họ đặt nữa con ạ. Phải mất mấy năm ròng, người mẹ mới dệt xong bức tranh gấm. Các con tới mà xem này, hãy giúp mẹ treo nó ra ngoài cửa, trong nhà hơi tối. Bức gấm đẹp thế này, đem bán thì chắc được nhiều vàng lắm đấy ạ. Mẹ đã xây cho chúng ta một ngôi nhà trong mơ bằng tất cả tâm huyết, sao có thể bán được chứ, cậu thì biết gì mà nói. Em các con nói đúng lắm, mẹ không thể bán nó được, nó là ước mơ cả đời của mẹ. Ôi, gió kìa, gió, mau giữ nó lại. Bức tranh gấm biến mất, lấy đi cả niềm vui sống của người mẹ, cướp đi ước mơ duy nhất trong đời bà. Nếu con muốn mẹ sống sót, con hãy đi tìm bức tranh gấm đem về cho mẹ đi. Con sẽ đi, chứ còn biết làm sao nữa. Ồ, ta có thể giúp gì được cho cậu? Bà có thể giúp tôi ư? Tôi đi tìm bức tranh gấm cho mẹ đã một tháng nay. Mẹ tôi mê muội dệt nên bức tranh phong cảnh ấy, rồi gió cuốn nó đi mất rồi. Ta biết chứ. Về nhà ngay. Về chứ, tôi về ngay. Số vàng này cho một người thì đủ, nhưng nếu phải chia ra cho tận 4 người thì ít quá. Anh con đi mãi chẳng về, con hãy đi tìm bức tranh cho mẹ đi. Vâng, con sẽ đi, nhưng cũng không chắc là sẽ thấy đâu. Có người cũng tới hỏi ta, nhưng đã về rồi. Anh ta cho rằng việc tìm lại bức gấm phải đi qua lửa, qua băng,
phải cưỡi trên con ngựa đá kia thì hoang đường. Ồ, đó là anh cả của tôi, nhưng băng qua lửa, qua băng thì sao còn sống nổi nữa. Nếu như cậu sợ, hãy về nhà đi. Tôi sẽ cho cậu một hộp tiền vàng mang về phụng dưỡng cho mẹ cậu. Anh cậu cũng đã được ngần này rồi. Té ra vì thế mà anh không về nhà. Anh ấy làm thế là đúng quá rồi. Tôi sẽ về nhà ngay. Cảm ơn bà nha. Mẹ ơi, con thương mẹ quá, nhưng con không đành lòng để mẹ một mình ở nhà mà đi tìm bức tranh. Con biết không, khi đang dệt nó lần đầu tiên, mẹ thấy cuộc đời mình cũng có khát khao và mơ ước. Hai anh con chẳng biết nơi nào, con hãy giúp mẹ. Mẹ ở nhà đã có láng giềng đỡ đần rồi. Con sẽ tìm bức tranh về cho mẹ. Mẹ ráng lên, con sẽ sớm trở về thôi. Dù chỉ là một chút cơ may thôi, nhất định con sẽ thử. Hai anh của con đã nhận của ta mỗi người một hộp tiền vàng và bỏ cuộc rồi. Con không cần vàng, con phải tìm lại được bức tranh gắm cho mẹ con. Con đã quyết tâm như vậy thì hãy lên ngựa đi. Đừng quên, con không được thở dài một tiếng khi qua núi lửa và biển băng. Đây rồi, bức tranh gắm của mẹ đây. Ta là chúa tiên, chưa ai từng đến đây. Tại sao cậu lại thực hiện được chuyến đi nguy hiểm này? Vì tôi đến tìm bức tranh gắm của mẹ tôi, gió đã mang nó đến tận lâu đài của bà rồi. Cậu thật là một người con hiếu nghĩa. Chúng tôi đã lệnh cho gió vì muốn dùng bức gắm làm mẫu dệt cuộc sống của nhân gian. Cậu cho chúng tôi đêm nay nữa, mai cậu có thể mang bức gắm đi. Tôi sẽ giúp cậu về nhà nhanh nhất có thể. Khi chàng Út mang bức tranh gắm trở về, người mẹ vui mừng khôn xiết, bệnh không chữa cũng tự khỏi. Ôi, đây là thật hay là mơ? Mọi cảnh vật mẹ vẽ trong tranh giờ đã biến thành hiện thực rồi. Có lẽ những chúa tiên ở núi mặt trời đã trả ơn cho chúng ta đó. Là nàng tiên ở núi mặt trời, sao nàng lại tới được đây? Em theo mình trên bức tranh của mẹ chàng, và chàng đã mang em theo vì bức tranh sống dậy nên em ở đây. Bây giờ chúng ta chỉ thiếu một cô con gái nữa mà thôi. Nàng có thuận tình lấy ta không? Em đã nghe được hết câu chuyện của chàng và bác đây. Cảm phục tấm lòng của chàng, em nguyện đến đây. Vợ chồng chàng Út và mẹ sống hạnh phúc trọn đời. Về phần hai người anh, khi hay tin, họ hết sức xấu hổ. Họ đi miết rất lâu rồi mới dám trở về xin mẹ tha thứ. Đi tìm chiếc vòng quý. Ngày xưa, có một con quạ rất thích những đồ vật sáng lấp lánh. Từ những mảnh thủy tinh vỡ đến vàng bạc, hễ bắt gặp là nó đều tha về tổ. Một hôm, quạ bay vào cung vua và lạc đến căn phòng của công chúa. Bắt lấy con quạ, bắt lấy con quạ, nhanh lên, bắt lấy kẻ trộm mau. Đây, ông biết tin gì chưa? Công chúa mất chiếc vòng nam ngọc quý. Nhà vua ban lệnh sẽ trọng thưởng 1.000 lạng bạc cho ai tìm được chiếc vòng đấy. Ôi dào ơi, thưởng nhiều như vậy nhưng đâu dễ gì tìm được. Nghe nói bị con quạ trộm mất, biết nó ở đâu mà tìm. Trời ơi là trời, trưa rồi mà mình vẫn chưa dậy nữa hả? Một mình tôi đi cuốc hết mảnh vườn về rồi đây này. Trời ơi, mình cào nhào ít thôi, nhà ta sắp đổi đời rồi. Nằm dài ở đấy thì đổi đời sao? Mình vào bếp mà xem gạo hết nhẵn rồi này. Hay, đợi đấy, tôi sẽ tìm được chiếc vòng quý của công chúa thì 1.000 lạng bạc đủ mình sống trong sung sướng cả đời rồi. Gớm, đi làm cực lực tối ngày còn chẳng đủ ăn, tưởng kiếm tiền dễ lắm hay sao? Mình lo mà chăm chỉ cùng tôi làm ăn đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Không, có làm cả đời cũng vẫn nghèo cả thôi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm chiếc vòng. Đi mấy ngày trời rồi mà vẫn không có tung tích gì của con quạ. Không biết có phải nó bay về hướng này thật không nữa. Quạ, quạ. Có phải ta vừa nghe thấy tiếng quạ kêu không? Hướng này, hướng này.
Rõ ràng ta vừa nghe thấy tiếng quạ kêu ở đây mà. À, ta tìm thấy rồi, đổi đời rồi. Chiếc vòng đâu rồi? Ê, trời ơi, bùn xịn hôi thối quá. Rõ ràng vừa rồi ta vừa nhìn thấy nó ở đây mà. Giờ mò tìm chẳng thấy đâu. Chắc ta mệt quá nên hoa mắt nhìn nhầm rồi. Không thể nhầm được. Kìa, đúng là chiếc vòng nam ngọc. Ta không hề hoa mắt. Chắc chắn ta đã thấy chiếc vòng ở khu vực này. Chỉ ở đâu đó dưới lòng hồ này thôi. Phải tìm cho thật kỹ mới được. Này, cậu làm gì giữa hồ thế? Không được. Không thể để ông giải biết chiếc vòng quý nó đang ở đây được. Nếu không, ta sẽ bị lão già đòi chia phần mất. Trời nắng nóng quá, tôi xuống tắm. Cái hồ bùng sình hôi thối, tắm làm sao mà được. Mà trời nắng nóng như vậy, cậu cẩn thận, không bị cảm đấy. Không phải việc của lão. Này cậu, cậu đang tìm chiếc vòng hả? Thôi chết, ông lão đã thấy chiếc vòng rồi. Ta phải nhanh tay hơn. Chỗ này bùng lún sâu quá. Thôi chết, ta bị chuột rút rồi. Cứu tôi với, ta bị chuột rút rồi. Cháu cảm ơn ông. Không có ông chắc cháu mất mạng rồi. Cậu bị chiếc vòng quý làm cho mờ mắt mất rồi. Nãy giờ ta định nói cho cậu là nó ở trên cành cây kia, nhưng cậu cứ mãi miết lặn xuống nước không nghe ta nói. Hả? Chiếc vòng mất rồi. Này cậu trai trẻ, cậu đã bị lòng tham làm cho mù quáng đến nỗi sẵn sàng lao vào sình bùn hôi thối, đến nỗi suýt mất cả tính mạng. Nhưng suốt cuộc cái mà cậu đang theo đuổi chỉ là cái bóng dưới lòng hồ mà thôi. Và cậu vẫn còn tiếc chiếc vòng đó hả? Cháu... Thay vì chạy theo một chiếc vòng mà cậu chẳng biết nó ở đâu, sao không dành thời gian đó mà chăm chỉ làm ăn? Những của cải tự tay mình làm ra không phải có giá trị bền chắc hơn sao? Vâng, cảm ơn ông đã giúp cháu nhận ra được nhiều điều. Cháu sẽ nhớ mãi bài học này ạ. Mình ơi, tôi về rồi đây. Thế nào, đã tìm được chiếc vòng đổi đời của ông chưa? Chiếc vòng thì tôi không tìm được, nhưng đời tôi sẽ thay đổi. Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ làm ăn, không để mình bươn chải một mình nữa đâu. Tham lam lười nhác thì có ngày chết thật đấy mình ạ. Sao hôm nay tự nhiên mình lại hiểu chuyện thế? Nhưng mình thay đổi vậy là tôi mừng lắm rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.